Tại sao anh căng dùng ngói nhựa Santiago? Ôi, nhà tôi ở Đà Nẵng, ở gần biển, cho nên là vừa rồi thì có đã lợp, trước thì tôi đã lợp ngói thừa, tôn thường, nhưng mà do ở gần biển mùa hè thì rất là mùa hè thì nóng. Cái thứ hai là một đường mấy năm thì coi như là cái ngói đã thấy bắt đầu có hiện tượng coi như là reset. Cái thứ ba là coi như là mưa thì là nó kêu to lắm. Cái thứ tư là các cái chỗ chân đinh như là coi như bắt đầu đã thấy gỉ và đã hoen hoen này. Cho nên là tôi thấy là coi như là nghe thấy ở cái ngói dựa này khắc phục được cái khuyết điểm, cho nên là tôi có đã tìm hiểu và quyết định là coi như là mua cái ngói nhựa này để lợp. Sau khi lợp thì anh thấy ngói nhựa Santiago như thế nào? Sau khi lợp xong thì tôi thấy là coi như là cái hình thức thì rất đẹp. Cái hai là coi như là cái chi phí mà để lợp ấy thì là nhẹ nhàng hơn so với cái tôn kia. Cái thứ ba là coi như là khi mưa thì nó không ồn, chống được ồn, và khi nắng thì là giảm được nóng rất nhiều. Cho nên là tôi thấy là coi như là dùng ngói nữa Santiago là tương đối chuẩn. Hàng xóm sang thì cũng thấy rằng cái thẩm mỹ là rất đẹp so với này cái ngói thường kia.